Rồi con thứ 8 ra con bò trong bọc luôn các bạn ơi. Xử lý cái các bạn ơi. Tối nay các bạn mình có con heo nó đẻ nè các bạn. Hổm gài mình bận mình sửa chuồng nên mình chưa có ra clip cho các bạn nha. Đây chuồng của mình một mái. Bên đây á là chưa có thay. Mái bên kia là thay rồi, mình thay bằng cây hết các bạn. Làm bằng sắt á là nó mau mục. Đây là sắt của mình là nó mục hết chân nè, những cái xám xám đó là nó mục hết rồi các bạn. Còn bên đó bây giờ là làm cây lại hết. Ngày mai á thì tiếp tục sẽ lọt bằng cái mái bên đây nha. Rồi tiếp tục con heo này á là mình quay cho các bạn xem để các bạn đón. Mình cũng gợi ý các bạn á là con heo mình nó đẻ là ít nhất phải 12 con các bạn. Gợi ý cho các bạn để các bạn đón thử là con heo này được bao nhiêu con nha. Bụng to lắm các bạn. To hơn cái con 15 con hay đợt rồi. Con hôm đợt rồi 15 con là nó đẻ nhỏ. Còn cái con này á là không biết là nó đẻ lớn hay là nhỏ nên mình không có dám chắc, nhưng mà mình chắc với các bạn á là nó sẽ từ 12 con đổ lên nha. Ở đây là hình ảnh thực tế con heo chuẩn bị đẻ nè các bạn, để mình quay một vòng sơ qua cho các bạn xem nha. Đó, nó đứng đó, rồi đợi nó nằm xuống thì mình sẽ cập nhật cái bụng nó nằm xuống cho các bạn xem luôn để các bạn dễ đón. Rồi bây giờ nó nằm xuống đây nè, mình sẽ cập nhật tình hình nó nằm cho các bạn xem nha. Bụng con này á là to mà dạng to tương đối thôi chứ không phải là to hết cỡ đâu các bạn. Đó, mình đoán là nó trên 12 con đó. Theo các bạn á thì con này được bao nhiêu con? Bên đây là những cái đàn heo này nó ngủ nè. Rồi bây giờ con heo mình nó chuẩn bị đẻ nha các bạn. Bây giờ hiện tại là 3 giờ 42 phút sáng nha. Hồi đêm hôm tới giờ mình canh nó mà nó không có chịu đẻ, nó chỉ cắn ổ rồi nó đứng lên nó nằm xuống thôi. Rồi thấy vậy á thì mình cũng bật camera lên mình để đó. Mình treo máy mình coi, mình ngủ thức giấc là mình thức dậy mình coi nha. Mình thấy nó dở ói á thì bây giờ mình ra mình kiểm tra. Rồi bây giờ mình chuẩn bị là mình chờ nó đẻ thôi các bạn. Nó dở ói nhiều lắm. Rồi heo mình chuẩn bị ra con đầu tiên nè các bạn. Mình mới đút que phối vô khoảng 2 tấc rưỡi thì chưa có đụng con nữa các bạn ơi. Nãy giờ mình thấy nó bể ói lâu rồi, mình tính đưa tay vô mình can thiệp rồi đó. Đây, tay mình đã tha ra bôi trơn rồi nè, tính can thiệp rồi. Mình đi lại là thấy nó gặn, nước ói nó ra nè các bạn. Các bạn thấy nước ói nó chảy không? Rồi bây giờ nó chuẩn bị gặn ra con đầu tiên nha. Đó, có phân su ra theo luôn rồi. Đó, chuẩn bị ra nha. Rồi con đầu tiên ra nè các bạn. Con đầu tiên quá to luôn các bạn ơi. Đón 12 con mà con đầu tiên này quá to rồi. Đây các bạn xem nè. Ô con đầu tiên này to dữ lắm các bạn. Nó to gấp đôi cầm tay mình luôn á. Cái con này là nó to muốn bằng cái con mà 3-4 ngày tuổi luôn các bạn. Quá trời to luôn. Đón 12 con nếu mà nó đẻ như vậy là nó đẻ thấp lắm các bạn ơi. Rồi đây là con đầu tiên để mình lau chùi rồi mình quay cho các bạn xem nha. Hèn chi nó bể nước ói lâu quá mà nó không chịu ra. Rồi quay trở lại với con nái mình sẽ cập nhật cái tình hình con heo đầu tiên cho các bạn xem nha. Con heo đầu tiên này to lắm các bạn, là nó gấp đôi con bình thường đó các bạn. Để bây giờ cái con đầu tiên này mình để qua so với heo 6 ngày tuổi cho các bạn xem nè. Bầy bên đây là 6 ngày tuổi nè. Để cái bầy bên đây nó nằm nè cho các bạn xem nha. Đó, một con heo 6 ngày tuổi. Cái con này là của bầy khác nha các bạn. Cái con này là nó hơi nhỏ của bầy khác thì mình bắt qua mình gửi tạm nha. Đó, con heo mới sanh ngày đầu tiên với con heo 6 ngày tuổi. Nó sắp 9-10 với nhau luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ để mình bắt về mình giữ ấm cho nó nha. Giờ nhìn chung như nè, mình thả chung như nè. Mà mình nhìn sơ qua là mình không biết heo này là mới đẻ luôn đó. Nó bằng với 6 ngày tuổi luôn. Bây giờ mình bắt nó về mình bỏ vô sọt, mình ghim đèn ấm lên mình giữ ấm cho nó. Trời ơi, nếu mà con nào mà cũng đẻ to như vậy á, chắc con này chắc đẻ 7-8 con quá các bạn, bụng to lắm mà heo quá to luôn. Rồi, con thứ hai bắt đầu ra nè các bạn. Con thứ hai nó ra giò sau trước các bạn ơi. Con này để mình coi coi, con này là nó nhỏ hơn con đầu tiên nha các bạn. Đợi nó ra hết nguyên con cho các bạn xem nè. Rồi ra luôn nha. Để mình tiếp nó các bạn ơi. Ô con này cũng dài đòn các bạn ơi. Nói nhỏ chứ nó cũng không nhỏ bao nhiêu đâu. Nó cái chiều ngang nó nhỏ hơn thôi chứ cái chiều dài là mình thấy là nó dài hơn luôn các bạn.
Bây giờ để mình lau chùi rồi đem vô so sánh nha. Các bạn nhìn xem nè, quá to luôn. Đây là con thứ hai nha các bạn. Trời ơi, đẻ một con này là bằng hai con bình thường rồi các bạn. Chắc nó đẻ chừng 6-7 con quá à. Bụng to mà đẻ con gấp đôi con bình thường các bạn ơi. Đây con phía trong nè, hai con nè. Rồi để lau chùi đi vô so sánh hai con này nha. Rồi bây giờ mình so sánh hai con này cho các bạn xem nè. Mình thấy là nó cũng ngang ngang nhau chứ nó không có nhỏ lắm mà không to lắm các bạn. Mình thấy nó cũng ngang ngửa nhau thôi. Con cái là con trắng nó dài hơn cái con bông các bạn. Rồi đây là hai con nha. Các bạn chờ xem là kết quả là con này được bao nhiêu con nha. Mình đoán chắc chừng 6 con quá các bạn. Con này đẻ gấp đôi con bình thường rồi. Rồi heo mình chuẩn bị ra con thứ ba nè các bạn. Ra gần tới rồi. Ra đầu trước các bạn ơi. Con này chắc cũng to rồi. Nãy giờ mình đợi khoảng hơn nửa tiếng rồi mới ra con này đó các bạn. Rồi chờ nó ra nha. Rồi con thứ ba cũng to đùng luôn các bạn. Khả năng con heo mình sinh là rất ít luôn các bạn ơi. Hai con trong đây với một con ngoài. Nó cũng ngang ngửa nhau luôn các bạn. Quá to luôn rồi. Phải chi mà nó sanh con nhỏ là ba con này là bằng 6-7 con rồi. Rồi các bạn ơi, mình vừa bỏ con thứ ba vô rồi con thứ tư nó ra tới nè các bạn. Nó ra dọ trước nha. Bây giờ để mình kéo nó ra tiếp. Con mẹ nó gặn hồi đêm hôm tới giờ là cũng mệt lắm rồi các bạn. Để mình kéo nó ra nha. Rồi cái con thứ tư này là nguyên một con bò đen luôn. Đầu trắng các bạn ơi. Con nào cũng to hết á. Rồi tiếp theo là mình xử lý nó. Mình vệ sinh, mình lau chùi, buộc cúng nó. Rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Sẵn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mới. Để các bạn mới không dám buộc gúng nè các bạn. Đây gúng nó. Mình đo vô khoảng chừng một lóng đến hai lóng tay. Mình lấy dây và mình buộc ngang lại. Bắt đầu là mình cắt ở phía này. Cắt bình thường ok các bạn. Các bạn cứ cắt đại đi. Rồi các bạn cứ bỏ vô giống như mình nè. Nó mấy con này mình buộc gúng rồi nó còn khúc nè. Rồi đây là con thứ tư, tiếp tục cho con thứ tư vô chung bày với nó nha. Rồi bốn con rồi. Đây heo 6 ngày với heo mới đẻ nè các bạn. Nó gần ngang ngửa với nhau luôn đó. Rồi để chờ coi là còn con nào nữa hay không nha các bạn. Sữa nó cũng nhiều, nó chảy sữa luôn nè các bạn. Bốn con này bú no luôn rồi. Mình thấy cái bụng nó xẹp rồi mà không biết được con nào nữa hay không. Mong là còn một con nữa các bạn. 6 con mới về vốn, 4 con là lỗ đó các bạn. Hồi nãy giờ thì mình chích oxytocin được gần 50 phút rồi các bạn mà chưa thấy con nào ra hết á. Khả năng là chắc hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thả 4 con đó ra cho nó bú trước nha các bạn. Sữa mẹ nó chảy nhiều lắm. Ôi đây nè các bạn, mình vừa thả 4 con này ra là có 1 con nó ra tới luôn các bạn ơi. Con này bé tí luôn. Đây nè các bạn, nhìn con heo mới đẻ với 4 con nè các bạn. Nhìn với đàn của nó nè. Cái con này bằng 1/3 của cái con đó à. Để mình lau chùi con này mình giữ ấm nha. Mình mới vừa để con này vô sọt nè các bạn, quá nhỏ luôn. Bằng 1/3 mấy cái con trong đàn của nó thôi. Sữa mẹ nó chảy nè các bạn. Bây giờ mình đợi nằm xuống là cho 4 con này nó bú trước. Rồi cái con này cho nó khỏe mạnh tí đi rồi mình cho nó bú sau nha. Phải nó một cỡ là chăm nó khỏe các bạn. Còn con nhỏ này nè, mới mốt nó bú là bị mấy con bự ăn hiếp lắm. Nó giành không lại á, là mình phải ưu tiên cho nó bú trước á. Rồi đợi con mẹ này nằm xuống nha. Đây mình đang sửa chuồng các bạn. Giờ đang tháo tôn xuống, tháo bật cách nhiệt xuống, thay sắt với đập bằng bàn tay cây nha. Đây bên đây là cây nè, mình làm xong rồi nè. Đây sắt của mình ô cuối nè các bạn. Mới có hơn 4 năm mà nó xét. Đây là nó bung luôn nè các bạn. Nó lủng lỗ sắt luôn đó. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình thả 4 con này ra cho nó bú trước rồi đó các bạn. Bây giờ nó cũng gần no rồi. Bây giờ mình sẽ nhốt 4 con này lại nha. Mình cho cái con nhỏ này ra bú. Heo của mình khả năng là chỉ được có 5 con thôi các bạn. Cái này á là mình nghĩ là do tinh chứ không phải là do heo các bạn. Tại vì con heo của mình lứa này là cũng lứa thứ 6 rồi.
ba máu, nhưng mà lứa thứ sáu rồi, không có lứa nào mà đẻ dưới 11, 12 con đâu. Mà lứa này á, thì nó chỉ có 5 con thôi. Có thể là do tinh một phần nha các bạn. Rồi bắt đầu từ mấy lứa sau á, là mình phối tinh công ty hết rồi. Tại vì mấy con này á, là mình có phối tinh địa phương, rồi tinh công ty lộn xộn. Nhưng mà những cái con đẻ nhiều là tinh công ty, đẻ vẫn ok. Mà theo địa phương á, là vẫn cũng có tinh địa phương á, là vẫn có con đẻ nhiều, con đẻ ít nha các bạn. Như con này là con của địa phương, con này ba máu phối tinh của địa phương nè. Rồi cái con này á, là nó cũng là ba máu, cũng phối tinh của địa phương luôn, nhưng mà của cái chủ khác nữa. Cái này là cái chủ hồi mình khởi nghiệp mình nuôi là mình lấy. Còn cái chủ này là chủ khác nha. Đó, có cái con này á, là bụng tương đối là to. Nó là cái con mẹ của con này nè các bạn. Đó, hai mẹ con nó để bữa nay hoặc ngày mai mình lùa lên cái sàn này là hai mẹ con nó nằm cặp kế bên luôn. Con này là F4 nè, con này là con của cái con ở dưới lồng nè. Con này đẻ được 15 con nè. Ôi, mình quay cho các bạn xem nè các bạn. Nó quẩy đuôi, nó muốn đẻ nữa rồi nè. Mình vừa bước ra các bạn, mình đi vô nhà, mình ăn một chén cháo. Bây giờ là 6 giờ mấy rồi các bạn ơi. Rồi mình ra là mình thấy một con nó đẻ rồi. Bây giờ nó đi bú rồi nè. Bây giờ nó đẻ, chuẩn bị đẻ một con nữa kìa. Rồi chuẩn bị ra nè các bạn ơi, đang gặn nè nha. Rồi ra một con nữa. Con này ra đích trước nha. Rồi con đó là con thứ 7 rồi các bạn ơi. Đây trong sọt là 5 con nè. Hồi nãy là 4 con mình cho bú trước nè, một con cho bú sau nhỏ nè. Một con tự đẻ ra là thấy nó ra đây nó bú rồi nè. Rồi mình vừa ra đây là thấy một con nó gặn luôn nè. Rồi hiện tại là 7 con nha. Một tí nữa thì mình cập nhật tình hình cho các bạn xem, để coi có con nào nữa hay không. Mình thấy cái gúng nó lú ra, mình tính kéo tính đâu là nhau, mà ai ngờ là nó gặn ra con nha. Rồi chuồng mình giờ tháo tôn hết rồi nè. Đó, chờ chỉ còn lớp bạc cách nhiệt để che nắng thôi. Rồi heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 8 nữa nè các bạn. Đang quẩy đuôi, đang chuẩn bị gặn nha. Đó, có một chùm nhau lú ra rồi, nhau với cúng lú ra rồi. Con thứ 8 ra, con bò trong bọc luôn các bạn ơi. Xử lý cái các bạn ơi. Rồi bắt đầu cho con thứ 8 vô nè các bạn. Con thứ 8 này con bông bò, bò nhiều nha các bạn. Ở đây con thứ 6 với con thứ 7 là nó bú rồi nè. Mình thả ra con nhỏ cho nó bú chung luôn. Rồi khoảng chừng 2-3 phút nữa mình bắt ba con này vô. Mình thả cái con thứ 8 này ra cho nó bú nha các bạn. Để con thứ 8 này cho nó cứng chân cái. Đây, dở chuồng rồi nè. Rồi các bạn ơi, như vậy là heo của mình đẻ xong rồi nha các bạn. Hiện tại là 8 con nha. 7 con bự và một con nhỏ các bạn. Kiểm heo lại với mình nha. Đây 1, 2, 3, 4. Con nhỏ trong là 5 nè. Con này 6, 7, 8. Hiện tại là 8 con nha. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh thử 8 con mới đẻ với cái đàn heo 6 ngày tuổi, hơn 6 ngày tuổi một tí nha các bạn. Ở đây là một cái đàn heo hơn 6 ngày tuổi một tí nè, và bầy bự nha. Còn bên đây là bầy cũng 6 ngày, hơn 6 ngày tuổi xíu, là bầy này là bầy nhỏ. Bây giờ bắt con heo, mấy con heo mới đẻ qua so sánh mấy cái bầy này cho các bạn xem thử nha. Rồi bây giờ cái đàn này á, mình sẽ lựa hai con bự nhất, mình đánh dấu tượng trưng rồi đem qua cho các bạn so sánh thử nha. Cái đàn này quá to luôn các bạn. Dự kiến là mình là nghĩ là khoảng 14 con á, mà bây giờ nó có 8 con à. Con heo này mình canh lúc 4 giờ sáng tới bây giờ các bạn. Bây giờ là 8 giờ 38 phút rồi. Là mình canh từ cái máy mà nó còn nguyên, bây giờ nó trống lỏng hết trơn luôn rồi nè. Thất bại luôn các bạn ơi. Mình dự định là nó đẻ khoảng 14 con mà bây giờ nó đẻ có 7 con à. Mà con của nó là rất là to luôn. Để mình làm dấu rồi bắt đầu mình sẽ đem qua mình so sánh đàn heo 6 ngày tuổi và đàn heo 6 ngày tuổi. Đàn heo 6 ngày tuổi và đàn heo 6 ngày rưỡi tuổi, xem coi là nó có sự chênh lệch như thế nào nha các bạn. Các bạn cùng đón xem với mình nha. Đây là cái bầy mới đẻ ngày đầu tiên, ba con to nhất trong bầy mình đã đánh dấu mực để làm dấu nè. Bây giờ mình sẽ thả qua cái bầy 6 ngày tuổi để xem là nó có sự chênh lệch hay không nha các bạn. Rồi ở đây á các bạn, là mình mới vừa thả qua cái bầy 6 ngày tuổi và cái bầy mới đẻ nè. Những con đánh dấu là bầy con mới đẻ nha, còn những con mà chưa đánh dấu á là những con 6 ngày tuổi.
có sự chênh lệch nha các bạn. Heo mới đẻ nó bự hơn heo 6 ngày tuổi. Rồi bắt đầu là mình bỏ ba con 6 ngày tuổi này qua với cái bầy 6 ngày rưỡi tuổi nó xem như thế nào nha. Rồi bắt đầu qua heo 6 ngày rưỡi tuổi nè. Mấy con đánh dấu là mấy con mới đẻ nha. Đó. Rồi các bạn thử so sánh nha. Cái đàn mới đẻ này nó nhỏ hơn cái bầy 6 ngày rưỡi tuổi tí xíu, mà nó bự hơn cái bầy 6 ngày tuổi. Do cái bầy 6 ngày tuổi là nó đẻ con rất là nhỏ. Còn cái bầy 6 ngày rưỡi tuổi này là nó đẻ con bình thường nha. Bầy này hiện tại là mình đã trả về cho mẹ nó các bạn, để cho nó bú nha. Chuồng mình là dở gần xong hết rồi. Rồi các bạn thấy video của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua.